Em Queen thì phải gồng mà cố gắng tự sinh tồn trong chiến đấu thôi. Đập tiếp cuồng nộ khu vực tay và tàng hình. Pha xử lý rất nhanh tay đến từ người chơi Mai Anh. Nếu mà không có kinh nghiệm trong pha vừa rồi thì đảm bảo là Queen đã bay màu rồi các bạn ạ. Và Queen mà bay màu trong pha đấy thì không còn gì giữa mâm nữa. Và tiếp tục là một pha tàng hình. Quá hay trong tình huống xử lý như thế này. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi đấu thứ hai của anh em COC Love gặp đội Shark. Và hiện tại anh em đứng ở vị trí thứ ba thôi, nhưng mà ở giải quán quân 1 thì nó cực kỳ là căng cò anh em ạ. Và ở vòng thi đấu này chúng ta đã làm thịt được cá mập rồi, 5 bay. Đây, và đội bạn là đến từ đâu ấy nhỉ? Brazil. Ok bạn ơi, ghê đấy, ghê đấy. Không sao, bồi cao sẽ khỏi. Và chúng ta sẽ cùng review trận thi đấu đầu tiên đến từ người chơi Sting Hiền. Đây là một trận bằng rồng điện Bloon quen thuộc của Sting Hiền à. Đầu tư hai em vào dọn cỗ cắt góc cho nó mượt. Ok bạn ơi, có lẽ King Queen ở trên kia không luôn. Và mình nghĩ là cây E Defense sexy thế kia thì sẽ là để King Queen xử lý. Chứ quản giáo đã gồng một pha rồng bày quá đẹp trong trường hợp này. Khí cầu chiến mút gọn thẳng vào khu vực nhà chính, có bị xoáy một chút xíu nhưng mà không sao, chúng ta đang có skill của quản giáo. Bầy rồng là quá khét. Bằng tiếp cây thổi gió và lu luôn vào nhà chính rồi. Một hit nằm sàn khu vực nhà chính. Ui giời ơi, khá căng ở khu vực nhà chính, hẹo mất hai rồng. Ok, hai rồng chúng ta vẫn chơi được. X-Bow thì để mặt đất thì đúng là no đòn luôn bạn. Ý, bịt em Royal lại. Thời điểm này các bạn có thể thấy là lực lượng hẹo đi khá là nhiều rồi. Royal xuất kích luôn. Chúng ta đang bị cây Inferno nhiều tia ở góc dưới này nó xử lý. Thanh niên King rồi, có lẽ là cũng phải gồng sớm. Còn băng mà, còn nộ mà. Bịt lại. Từ từ chơi, chuẩn bị dồn cho quả cuồng nộ nữa. Nó quét cho thì thôi rồi. Gồng King để khép góc lại rồi này. Vẫn đang còn hai Rocket luôn nữa. Chuẩn bị xuống nó dã cho. Tóe mồm. Cuồng nộ đã được thả ở đây. Bịt luôn cái máy bắn đá gây sát thương đam lan. Khó chịu này. Royal với cả Queen còn chưa gồng. Đến chịu luôn. Ảo thật đấy. Úi giời ơi. Một pha thi đấu clear quá ngon luôn. Nhà số 4 các bạn ơi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu bằng rồng lớn với cả là Baby. Một combo cực kỳ hot. Cực kỳ hot nào các bạn ơi. King Queen kẹp ở bên này. Và... ái chà chà, như vậy là dồn quân ở đây chỉ có đúng duy nhất một em thôi. Một em rồng bên này bị Inferno một tia nó bắt ở góc 3 giờ. Khí cầu chiến tham gia bục luôn vào khu vực nhà chính. Băng Inferno nhiều tia thôi các bạn ạ, nhà chính kệ luôn. Và đại quân vẫn đang lưu tốt trong tình huống này. Đập hai spell cuồng nộ với cả đóng băng kịp thời và rất nhanh tay đến từ Loan đẹp gái. Pha xử lý tinh tế quá nhỉ. Băng tiếp cây Inferno nhiều tia và ông nội trợ xây rồi. Rồng đang khép rất cay. Bịt nốt không? Không bịt luôn, Bloon nó thoải mái xử. Góc 19 giờ kìa. Quá nhiều Tesla bảo kê khu vực mỏ chim luôn. Ghê đấy. Royal đã vào từ bao giờ vậy ta? Quá chất luôn, bằng một em Baby shot lại ở khu vực góc trên này và đang quẩy nhiệt tình luôn kìa. Ô, ảo thật đấy. Ở trận thi đấu này em Queen lại còn chưa gồng. Ôi giời ơi, hay thế nhỉ. Vâng, cái vòng thi đấu này làm cái năm bầy đột biến thật sự chứ. Được quá. Anh em thấy thích video này của mình cứ để lại nút like, share, đăng ký nha. Và ngày hôm qua 6 bầy. Anh em nào mà chưa xem thì xem lại ngay nha. Tối nay thì chúng ta tiếp tục đánh giải tấu hài COC lớp nha. Ngon luôn bạn ơi. Em quỷ nó gồng giò thì thôi rồi. Một nhà nha. Tiếp nữa này. Có 5 nhà cho anh em xem cơ mà. Đây, người chơi Mai Anh. Oh, Super Queen Dragon Rider với cả là 10 minion. Được quá chứ còn gì nữa. Sẽ như thế nào đây bạn ơi? Rồi nha, em Queen đang ok baby nha. Hồi máu trong turn này luôn. Đụng một lỗ thông để cho em Queen nó vào nó xử lý và có luôn cuồng nộ rồi. King cũng đã có mặt, Royal Champion từ góc bên đây. Với cả là Bloon, và như vậy là đầu tư 3 tướng vào rất sớm.
Đầu tư 3 tướng vào rất sớm rồi này. Xbo mặt đất thì mải bắn Queen, mà quên mất là Royal nó đang tung hoành. Đầu tư tiếp là Rocky Blue vào chơi rồi. Mút nhẹ được một công trình nữa rồi, một cái E đã nằm xuống. Ui, hút được quá nhiều đồ nữa trong turn vừa rồi. Hẹo luôn cả Rocky Blue. Em Queen đã tiêu diệt được Queen của đội bạn, mà có một pha đục lỗ tường nữa đây không ta? Đúng là có pha thật. Bởi vì là thông một lượng thêm bom bom nữa. Thế này là phải thêm bom bom nữa. Vào bên kia cho nó chất luôn. Em Queen đang bị xử lý khá thốn. Nhưng số quân còn lại sẽ vào đâu khi mà đang mỏ chim nó kích hoạt rồi. Mỏ chim đã kích hoạt đơn vị lính rồi. Em Queen bị quay hội đồng khá nhiều. Một pha đục tường nữa không kịp rồi. Hết đồ ôm bom rồi. Em Queen vẫn đang rất là nỗ lực và Dragon Rider ở hết 12 giờ đổ về. Góc 2 giờ rồi. Em Queen thì phải gồng và cố gắng tự sinh tồn trong chiến đấu thôi. Đập tiếp cuồng nộ khu vực tay và tàng hình. Pha xử lý rất nhanh tay đến từ người chơi Mai Anh. Nếu mà không có kinh nghiệm trong pha vừa rồi thì đảm bảo là Queen đã bay màu rồi các bạn ạ. Và Queen mà bay màu trong pha đấy thì không còn gì giữa mâm nữa. Và tiếp tục là một pha tàng hình. Quá hay trong tình huống xử lý như thế này. Được, rất chất. Combo đã xịn sò rồi, lại thêm quả đi Queen tàng hình. Quá xịn sò nữa đến từ người chơi Mai Anh. Ảo thật đấy. Hai pha tàng hình đã cứu vớt em Queen và chơi được khu vực nhà chính. Quản giáo đã bật skill lên, đóng băng cả thổi gió máy bắn đá trong trường hợp này. Royal hẹo không kìm ngáp rồi. Quá tốt luôn. Vâng, đội quân thoải mái bơm. Ôi giời ơi, hồi máu. Được. Dragon Rider mắc cấp độ nó dã cho thì thôi rồi anh em ạ. Đừng hỏi cái độ bá đạo nữa luôn. Vụt không trượt phát nào rồi. Hay. Một trận thi đấu quá đẹp mắt đến từ người chơi Mai Anh các bạn ơi. Ok, vòng tối nay tấu 2 còn có nhiều combo ảo hơn nữa cơ anh em ạ. Tuyệt vời. Quá chất chơi người rơi rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến một trận đánh bằng rồng điện balloon của Akari. Yeah. Đầu tư 2 em Rocky Balloon vào đây cắt góc các bạn ạ. Đánh giải quân ở góc 6 giờ về hướng góc 3 giờ. Toàn bộ rồng được ổn áp ở đây. Xử lý khép góc như vậy để cho rồng đi cho nó đẹp. Pha gồng lại quản giáo để tránh những pha bắn từ mỏ chim. Đập luôn hai cái cuộng nộ giật cho nó tít. Nguy hiểm ở cái chỗ này, lính là anh thanh niên thổi gió với cả là Inferno nhiều tia. Con Queen thì đã bị rồng của chúng ta giật cho ông phát chỗ mà lúc cuồng nộ rồi. Băng cái này rất nhanh tay, các bạn có thể thấy là bị được Royal của đội bạn lại trong tình huống này. Và đi đường quyền. Cái ở cái này thì nó có bom bẫy ở khu vực ô trống ở quanh đây các bạn này. Rất nhiều Tesla. Và trong pha xử lý này thì nhà chính nó lòi mồm lên, nên là phải bịt cây Inferno 1 triệu đấy các bạn thấy không? Cả xoáy cả bom bay trong tình huống này và đập luôn cái cuồng nộ để xử lý nhu vực nhà chính cho nó mát ruột. Xong thì bắt đầu đầu tư Rocky Balloon. Còn ở góc 9 giờ còn một cây E thì mình phải cố gắng cứu cái đám rồng còn lại của mình chứ. Nên là đầu tư luôn cả Royal trong tình huống dưới này. Ở trong thời điểm này thì cũng chả cần dùng đến lính hội thành, nên cũng chả cần động. Bởi vì tướng của đội bạn hẹo quá nhanh rồi. Băng thì vẫn còn. Ây giời ơi, Queen chưa gồng và Royal thì bây giờ gồng cái là nó hẹo thôi, còn cần sử dụng gì làm gì nữa đâu. Một trận thi đấu quá mượt và nhanh chóng đến từ Akari Gaming trong combo rồng điện luôn các bạn ạ. Vâng, đánh live stream trực tiếp thì hay tạch lắm, nhưng mà đánh trong này thì lâu lâu mới được bay. Ngon quá, được lên TV rồi. Tiếp tục chúng ta cùng đến với trận thi đấu cuối cùng của người chơi anh Family Panda. Sẽ là vâng rồng lớn, rồng lửa với cả là Baby tiếp. Hay, rất hay trong tình huống này từ anh Family Panda nha. Đầu tư vào quẩy. Tiếp tục không? Tiếp tục hai con nữa không? Ăn cái E không? Chưa thấy gì rồi. Thanh niên tính là 2E, ăn được 2E hai bên. Nhưng mà không ngờ ở bên kia quá nhiều đồ chơi, nên thanh niên đã đổi lại tình huống thi đấu. Có lẽ là King Queen ở góc 3 giờ sao? Quản giáo vào việc quẩy rồng rồi. Không, khu vực nhà chính để cho khí cầu chiến vẫn là một cái hướng tấn công ảo lòi. Nhà chính nó có luôn cuồng nộ sắm sẵn rồi, nhưng mà bị lốc xoáy nó bế đi kìa. Hút quá nhiều đồ chơi thôi, phải đóng băng lại một phát nữa cho nó cẩn thận thôi. Cây thổi gió rất là khó chịu.
Phải nói là cây thổi gió im mồm lại thì đại quân nó mới tiến lên được. Rồng đã áp rất sát và các bạn có thể thấy không, cái e ở đây quá nguy hiểm. Không hạ được nó là một điều rắc rối rất lớn. King Queen vẫn đang nỗ lực thi đấu, bụp luôn được cây E-Defend ở góc 9 giờ bởi thanh niên King rồi. Royal một thân một mình trông pha trận mạc ở dưới này. Inferno nhiều tiền nó đốt cho bầy rồng thương binh hẹo gần hết luôn. Đập lô cuồng nộ trong tình huống này để em Baby nó bắt sớm. Và phải đầu tư cái đóng băng này. Rocket luôn vào việc. Biết là có Tesla mà hút được một bom đèn, như vậy là thành công rồi. Rồi bên này vẫn còn quản giáo và lực lượng vét rác là vẫn còn. Tốt, pha giao bánh dứt điểm để ăn cây e cho em Baby vẫn còn thở. Một trận thi đấu khép góc nữa quá đẹp đến từ người chơi Family Panda. Và nếu các bạn thấy thích video này của mình cứ để lại nút like, share, đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình các bạn nha. Ok luôn, hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong tối ngày hôm nay ở buổi live stream về giải tấu hài bảng A đánh với bảng B. Các bạn ơi, anh em mà có nhu cầu mua vé vàng hoặc là những gói ưu đãi hoặc gói gem cứ liên hệ mình theo đúng đường link fanpage Akari Gaming, thanh toán thẻ điện thoại ngân hàng và Momo đều ok hết. Bye bye các bạn.